Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về cái module audio Class D TDA8954 2x420W XHM đây. XHM252. Thì module này sử dụng IC là TDA8954. Các bạn có thể thấy ở đây sẽ sử dụng nguồn đối xứng này, thì các bạn có thể cấp là từ 12 đến 24V AC, ở giữa là trung này, còn hai bên này là hai nguồn đối xứng này AC. Tín hiệu audio cấp vào cái header ở đây, một LED báo nguồn. Các bạn để ý ở đây có một cái chân chờ để các bạn hàn dây hoặc là hàn răm vào, thì có một chức năng là chế độ tắt tiếng hoặc chế độ ngủ. Chế độ tắt tiếng là tín hiệu âm thanh vẫn vào nhưng mà chúng ta sẽ tắt tiếng đi, còn chế độ standby này là chế độ ngủ rồi. Là khi không mà không có âm thanh không có tín hiệu âm thanh vào ấy, thì là module sẽ rơi vào chế độ ngủ, chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng. Rồi, còn hai đầu ra này, loa trái và loa phải. Công suất ở mỗi đầu ra là 420W. Thì khi sử dụng cái module audio này, có một số lưu ý sau. Nhất là bạn nên sử dụng với cái biến áp xuyến và để hoạt động max công suất, là công suất cao với lại kéo dài, thì các bạn nên bôi thêm keo tản nhiệt và lắp thêm một cái quạt tản nhiệt vào đây. Thì đây mình thử bóc ra cho các bạn xem hai cái IC nhá. Đây, các bạn sẽ bóp hai cái này vào. Bóp cái lẫy này vào. Đây là tấm tản nhiệt, nhấc tấm tản nhiệt ra. Và để thấy, ở đây có hai con IC TDA8954. Thì dùng một khoảng thời gian đấy, các bạn nên bôi thêm keo tản nhiệt vào hai con này. Đây. Đây mình đã bôi rồi. Và lắp thêm một cái quạt tản nhiệt nhỏ nhỏ ở trên này, để nó chạy được ổn định và mắc công suất nhé. Thì để lắp lại, các bạn chỉ cần để đúng lỗ và đẩy xuống. Okay. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành test nó cho các bạn xem nhé. Thì mình cũng giới thiệu luôn. Ở đây
Đó, thì ở đây mình kiếm được một cái hộp âm ly này. Đấy. Hộp này, đầu ra này, nguồn này. Thì hộp này mình đặt hàng hết một củ. Đây. Thì hôm nay mình sẽ test với cái biến áp đối xứng biến áp xuyến đối xứng 12V. Các bạn có thể lựa chọn các cái biến áp có công suất cao hơn và điện áp cao hơn để sử dụng cái module các cái module audio loại Class D này nó tốt hơn. Đây, cái biến áp xuyến này công suất là 100W. Đây. Ở đây mình đã đấu vào cái nguồn này. Đầu ra nguồn vào này, qua một công tắc này. Ở đầu vào này thì ở đầu vào là 220V AC. Và đầu ra là 12V AC này. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đấu. Nguồn vào này. Dây audio nguồn vào. À, tín hiệu audio vào. Thì ở đây mình sử dụng cái dây chống nhiễu này. Kết nối hai đầu ra. Ok, thì ở đây mình đã kết nối xong này, nguồn điện áp AC này vào công tắc và qua biến áp, đầu ra của biến áp, dây đen vào giữa, hai dây màu xanh ra hai bên, tín hiệu audio đầu vào này và tín hiệu audio đầu ra. Thì ở đây mình có chuẩn bị hai cái loa, này mình lượm mà đồng nát nên nó không rõ công suất của nó lắm. Rồi, ở đây mình đã cấp nguồn AC, bây giờ sẽ tiến hành test nhạc. Bật nguồn này. Đây thì mình sẽ lấy tín hiệu từ điện thoại. Rồi, chạy đi. Thank you.
Trên đây mình vừa giới thiệu và test cho các bạn xem về cái module audio Class D TDA7 8954 2 × 420W. Đấy. Các bạn sắm con này về quẩy Tết nha. Thì sắp tới mình sẽ làm một vài video giới thiệu về các cái module audio Class D khác. Thì các bạn chú ý theo dõi nhé. Rồi thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.